Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với Channel Invest và Travel Question. Các bạn thông cảm, Jason hiếm khi nào mà mang kính để nói chuyện với các bạn lắm. Nhưng mà tại vì bây giờ cũng sắp vào mùa hè ở bên tiểu bang Arizona, với cái khí hậu và cái nhiệt độ nóng ở đây thì không đeo kính không được, cho nên các bạn thông cảm. Hiện giờ thì Jason đang ngồi ở phía sau một cái khu vực có những cây xương rồng như bạn thấy đó. Cây xương rồng là biểu tượng của tiểu bang Arizona. Chỉ có tiểu bang này mới có những cây xương rồng với kích thước cao hơn con người gấp đôi gấp ba như vậy. Thì hôm nay mình quay video có cái khung cảnh những cây xương rồng cho các bạn thấy đặc điểm của tiểu bang Arizona là như thế nào. Và đề tài hôm nay thì mình muốn nói về làm sao các bạn có thể thắng nhiều khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thì mình có thể chia sẻ cho các bạn hiểu, khi các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán, nếu như các bạn muốn thắng nhiều và thắng nhanh thì các bạn chỉ có thể day trade, là mua đi bán lại liền trong ngày, thì chỉ có cách đó các bạn mới có thể thắng nhiều và thắng nhanh. Còn nếu không, nếu như các bạn muốn thắng nhiều nhưng mà không thể nào thắng nhanh được thì chỉ các bạn có thể mua share. Và các bạn phải mua share, các bạn phải kiên nhẫn chờ khi thị trường nó rớt thật là nhiều, hoặc là cổ phiếu nào đó nó đến cái mức gọi là gần như cái bottom, bằng cách các bạn coi những cái chart thì các bạn sẽ biết đây là thời điểm tốt để vào mua. Để làm được điều này thì các bạn phải kiên nhẫn mà thôi, chỉ có cách đó mà thôi. Các bạn không thể nào muốn thắng nhiều mà không chờ được. Mình nói chẳng hạn, mình lấy ví dụ của Tesla. Tesla cách đây 2 tháng trước, nếu các bạn còn nhớ, nó đã về lại giá 105. Đó là thời điểm Tesla về thấp nhất. Thì nếu như các bạn đã kiên nhẫn chờ đến lúc đó và các bạn mua share ở thời điểm đó với số lượng bao nhiêu thì tùy khả năng của các bạn. Mình nói chẳng hạn, nếu như các bạn có khả năng mua được 100-200 share lúc đó, và các bạn cũng đã thấy hiện giờ sau 2 tháng sau nó đã lên đến 208 đồng. Ngày hôm qua khi thị trường đóng cửa thì Tesla đã lên đến 208 đồng. Thì các bạn cũng đã lời hơn 100 đô. Nếu các bạn mua 100 share thì các bạn đã lời 10.000 đồng, các bạn mua được 200 share thì các bạn lời 20.000 trong thời gian vỏn vẹn chỉ có 2 tháng mà thôi. Và cái vốn các bạn bỏ ra lúc đó cũng chỉ có 20.000 nếu các bạn mua 200 share. Thì các bạn thấy đó, nếu như các bạn muốn thắng nhiều thì các bạn phải kiên nhẫn. Như mình đã nói, trong thị trường chứng khoán, cái độ dao động của mỗi cổ phiếu hay là mỗi chu kỳ của thị trường nó lên xuống thất thường. Các bạn muốn thắng nhanh, thắng nhiều thì các bạn phải day trade. Còn các bạn muốn thắng nhiều mà không có muốn day trade thì các bạn chỉ có một cách là các bạn chờ khi stock nó về cái giá cực kỳ rẻ. Và khi nào thì nó về giá rẻ thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn trong những video trước rồi. Ok, các bạn có thể tìm những video đó coi lại để tham khảo. Thì các bạn thấy đó, những kiến thức cơ bản, những cái kiến thức căn bản mình thường hay nêu ra trong những video nó sẽ giúp cho các bạn đầu tư một cách hiệu quả và thông minh. Thì như bao ngành nghề nào cũng vậy thôi, các bạn cần phải có những kiến thức như vậy thì các bạn mới có thể tìm được sự thành công. Cá nhân mình cũng đã như các bạn, ngày xưa cũng đã vấp phải những lỗi lầm đó, thì mình cũng đã bỏ thời gian, bỏ công sức để đi học. Thì ngày hôm nay để mình chia sẻ là những gì mình biết cho các bạn. Nếu như các bạn có nhu cầu học hỏi đến nơi đến chốn, coi đầu tư là một cái công việc mưu sinh hay là một cái phương tiện công cụ để các bạn kiếm thêm thu nhập, thì mình khuyên các bạn hãy nên đi học. Các bạn học với ai, học ra sao, như thế nào không quan trọng, miễn sao các bạn học một cách hiệu quả. Alright, còn nếu như các bạn muốn đi học với Jason thì các bạn có thể đăng ký với Jason ở địa chỉ email jasonvle@hotmail.com. Các bạn có thể học với nhiều chương trình khác nhau, các bạn có thể tự học, các bạn học đến đâu hỏi đến đó, mình có những chương trình như vậy. Các bạn có thể học với mình tại những địa điểm quanh 50 tiểu bang của Hoa Kỳ mà mình đã và đang đến, hoặc là các bạn có thể học qua online với hệ thống Zoom với mình. Các bạn học với hình thức nào cũng được, nhưng mà khi các bạn học xong thì tất cả các bạn đều được mình hỗ trợ miễn phí suốt đời, bằng cách là các bạn có thắc mắc như thế nào các bạn đều được mình trả lời giải đáp trong cái group của mình. Cá nhân mình và cái team của mình sẽ hỗ trợ các bạn vào những điều đó. Và mình thường hay giúp cho các bạn nâng cao thêm kiến thức mỗi tháng bằng cách dạy thêm những cái lớp cao cấp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Jason. Và cảm ơn các bạn luôn ủng hộ video của Jason. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì có thể giúp Jason click, share, like và subscribe, để lần sau khi có những video mới thì các bạn có thể nhận được những thông báo đó. Hẹn gặp lại các bạn tại tiểu bang Denver, Colorado vào ngày 16 tháng 4. Và xin hẹn tất cả các bạn vào video lần sau.